Xin tôi giải thích thêm về lục sư ngoại đạo và sáu phái triết học lớn. Sáu trường phái triết học lớn thì cũng là thuộc về cái nhóm lục sư này ha. Và họ có điểm gì giống và khác với triết lý của Thế Tôn? Con thấy các du sĩ lõa thể hay bị Thế Tôn đả kích, và tông phái này cũng thường được nhắc nhiều nhất khi so sánh với Phật giáo, nếu không nhớ không nhầm là Kỳ Na giáo. Con có tìm hiểu thì tông phái này chế định các giới khá tương đồng với đạo Phật, liệu có sự tương quan trong các giới luật giữa các tông phái thời đó không? Cái này thì nằm ở trong hai bài kinh. Một á, là bài kinh Phạm Võng. Hai là kinh Sa Môn Quả. Ở đây đấy nó có 6 ha, có 6 vị. Yeah. Thứ nhất là Buranakasapa. Thì cái vị này đó chủ trương là vô hành kiến ha. Tức là đó không có thiện ác, không có quả báo đấy. Và cái gọi là thiện hay ác á, cái gọi là thiện ác á, chỉ là người ta quy định vậy thôi. Còn vị thứ hai á là Makkhali-gosala. Thì vị này chủ trương là thường kiến, tức là cái thuyết định mệnh. Đấy. Và tức là có là mỗi một người á có số phận riêng, không thay đổi. Và Makkhali cũng phủ nhận nghiệp quả luôn nha, phủ nhận nghiệp quả. Tại vì mình làm cái gì thì cũng đã được định sẵn rồi, đã được định sẵn rồi. Tức là cái người mà sinh ra là được quy định sẵn, đây là cái người khổ, đây là cái người ác, đây là tên ăn trộm, đây là cái phường ăn cướp, rồi đây là vua đấy. Và cái vị thứ ba đó là Achita Kesakambala nha. Cái vị này đó thì còn vị này có một cái đặc điểm, đó là vị này thường hay mặc cái y dệt bằng tóc. Tức là cái y này nó kỳ cục lắm, nó hôi. Thứ nhất là hôi chịu không nổi, mà mùa lạnh á thì rất là lạnh, và mùa nóng thì rất là nóng, tức là không có cái tác dụng gì hết trơn đấy. Và vị này theo cái thuyết, theo cái thuyết đoạn kiến, tức là cái thuyết đoạn diệt. Nghĩa là sao? Chết là hết đấy, cho nên là không có thiện ác kiếp trước kiếp sau đấy. Cái này là sư đang lấy từ chú giải Kinh Sa Môn Quả nha. Và cái vị thứ tư á là Bất Cú Thá Cắt Chà Gia Na. Muốn đọc rõ hơn thì mở chú giải Kinh Sa Môn Quả ra xem. Còn vị này lại là đoạn đoạn kiến,
vô hành kiến. À, tức là cũng là không có thiện ác gì hết, chỉ là hành động thôi. Và cái vị này lại có một cái phương pháp sám hối rất là lạ. Thứ nhất là cái gì gọi là phạm tội hay không phạm tội, cái chuyện mà xác định tội cũng rất là lạ. Tức là nếu mà đi phải lội qua sông á, thì vị này cho là cái việc mà lội qua sông là tức là đã phạm tội rồi, mà muốn mà sám hối đó thì chỉ việc đắp một cái ụ đất là xong, là sám hối đó. Rồi chỉ dùng nước ấm hoặc là dầu thôi, còn tắm á, thì chỉ dùng nước ấm hoặc là dầu thôi, còn nếu không có nước nóng thì không có tắm. Và cái vị thứ tư á, là Sanchaya Belathaputta. À, vị thứ năm nhé hả? Vị thứ năm là vị này gọi là theo cái là đoạn kiến là vô hữu kiến. À, tức là cái gì á, cái gì mà không thấy được, không biết được, thì không thể tin được. Và khi mà được hỏi cái gì đó, khi được hỏi cái gì vượt ngoài tầm hiểu biết thì trường uống như con lươn. Tức là cái gì cũng không phải là có, cũng không phải là không, cái gì cũng không chắc hết trơn á đó, cái kiểu đó. Và vị thứ tư á, là đây nè, là Nigantha đó, là Ni Kiền Tử đó, Nigantha Nathaputta. Vị thứ sáu là vị cuối cùng. À, vị thứ sáu là vị cuối cùng. Thì vị này chủ trương là cái thuyết tương đối. Nhưng mà cái thuyết tương đối đó của họ là cái họ chết họ, họ đi theo một cái thuyết rất là cực đoan. Thứ nhất là họ họ cũng có một số điểm sáng, ví dụ như là họ phải chế ngự tam nghiệp, thân khẩu ý ha. Đấy, nhưng mà đối với họ đó, thân nghiệp là quan trọng nhất, trong khi Đức Phật là ý nghiệp là quan trọng nhất. Đấy, rồi họ chủ trương á, chủ trương tất cả là do nghiệp quá khứ. Còn Đức Phật á, thì mỗi một loài người chúng ta đó, nó chịu chi phối bởi hai thứ, tức là nghiệp quá khứ và nỗ lực hiện tại. Chứ không phải cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp. Tức là cái vị này chủ trương á, là do nghiệp, nếu mà mình đổ thừa cho nghiệp, cái gì cũng đổ thừa cho nghiệp á, thì không lẽ là vì do nghiệp mà tôi trở thành là kẻ trộm cắp, hoặc là do nghiệp mà tôi thành kẻ cướp, hoặc do nghiệp mà tôi thành cái kẻ là trộm vợ trộm chồng người khác hay sao? Đấy, cho nên đây cũng là một thứ tà kiến. Đời vị này chủ trương khổ hạnh,
Mà quý vị thấy là cái ni kiền tử bây giờ đó, tức là chùa Lũi không có mặt gì hết á. Đấy. Rồi có khi là ăn chỉ ăn trái cây thôi, không có ăn cái gì khác. Rồi có nhiều cái lạ lắm, cái khổ hạnh của họ nó nhiều cái lạ, khổ hạnh một cách cực đoan. Ví dụ như họ cho rằng đó là do mình còn mặc y phục á, thì người ta còn phải dệt vải, mà còn dệt vải thì còn phiền lụy đến chúng sanh khác. Bởi vì cái chuyện mà dệt vải nè ha, rồi cái chuyện nhuộm vải nè, thì có khi là rồi cái nước xả vải, rồi nước nhuộm vải, rồi cái chuyện giặt vải này nọ, nó sẽ làm cho nhiều chúng sanh bị hệ lụy, cho nên là khỏi mặc gì luôn đấy. Và cái kiểu mà khổ hạnh của họ đó, Đức Phật nói là đó là do ác nghiệp của quá khứ, quả báo ác nghiệp quá khứ, tức là những con người này do ác nghiệp của quá khứ cho nên cái quả báo đời nay họ phải theo khổ hạnh, chứ không phải như Đức Phật. Đức Phật và chư Thánh Tăng á, các ngài thực hành khổ hạnh là do các ngài ly dục. Mà cái khổ hạnh của Đức Phật nó cũng khác, tức là ngài chỉ có 13 pháp đầu đà thôi. Cái Đức Phật cho phép chư tăng thực hành á, chỉ có 13 pháp đầu đà thôi, chứ không phải là bạ cái gì cũng làm, nhớ nha. Rồi vị này cũng vướng vào cái thường kiến là tin rằng có một vị Chí Tôn ban phước giáng họa. Đấy. Và sư thấy cái Niết Gành Thá này đó, có vẻ như thời nay có một số vị tu sĩ cũng chủ trương gần giống như vậy đó. Tức là cái ý của anh đó, cái ý của anh thì không cần biết là anh có tu dưỡng gì hay không, nhưng mà cái thân của anh là anh phải cho nó nghiêm trang trước á. Anh phải nghiêm trang, tức là gọi là cái hình thức là nó phải quan trọng nhất. Còn cái ý thì mình nó mờ mịt, nó hư vô lắm, ai làm được gì thì tính sao đấy. Rồi đụng bả đâu là cũng đổ thừa cho nghiệp, bả đâu cũng đổ thừa cho nghiệp. Và một số vị là chủ trương khổ hạnh, mà cái kiểu khổ hạnh của Đề Bà Đạt Đa chủ trương năm cái pháp khổ hạnh, đưa lên Đức Phật mà Đức Phật từ chối đó, chủ trương cái thứ đó. Rồi hở tí xíu là cái này phước, tôi nói ngay cả cái chuyện là nói rằng á, cái này là phước của Phật, cái này gọi là Phật ban phước cho, Phật chúc phúc cho, rồi Phật độ cho, hoặc là Bồ Tát độ cho, cái kiểu đó cũng là tà kiến nha nha, cái kiểu đó y chang Niết Gành Thá đấy. Đó là cái kiểu mà luật sư ngoại đạo không? Đó, thì quý vị thấy là những cái học giới của họ, những cái nó chỉ có một vài phần nhỏ thôi, chỉ có một vài phần nhỏ là nó có vẻ như giống. Ví dụ như là họ chủ trương là cũng nên thu thúc thân khẩu ý đấy, không có nên nói ác, làm ác nghĩ ác, thì có một vài điểm nó cũng giống, nhưng mà nó chỉ giống một vài điểm thôi. Và mình không thể nào mình nói là có cái sự tương quan, cũng không có nên, tại vì nó chỉ giống một vài điểm, còn khác rất nhiều điểm. Và mỗi một tông phái thời đó họ có chủ trương giới luật khác nhau, không có giống nhau nha, không có giống nhau.